Dạ anh em nha, hôm nay là quay một số cái buổi mà trồng lan để cho anh em làm dược liệu đó. Thì đây là một cái chậu mà mình đã bỏ xốp vô sẵn rồi, giờ là mình trồng thôi, trồng mấy cái lan, tập trung trồng anh em ơi. Tới mùa mà bận là sẽ trồng không có được. Cái cây này có vẻ hơi bự anh em ơi. À cũng được, không đến nổi lắm. Vườn mình thì trồng đồng hồ luôn, đồng hồ một phải trồng một cái móc, một cái chiều cao đó, nên là mình dễ quan sát một vài chút trồng này họ cắt cát đó. Thì quay lại cho anh em xem để làm giống như là cái tư liệu gì đó, tư liệu thư viện ha. Anh em thấy có cái nào mà mình áp dụng được cho vườn mình thì mình like, còn cái nào mà anh em thấy là nó không phù hợp đó thì anh em sửa đổi lại, làm cho nó đúng vào đúng với vườn mình, phù hợp là được đó, tất cả các cái. Còn như cây này là giờ mình bỏ vô xong là cái hướng phát triển nó ra như vậy. Nhiều người anh em cứ sợ là nó bị không có đủ chỗ, mà đây mình suy nghĩ đi, mình bỏ cái cây vô nó ra cái mầm đây thì nó ra một là 4 thân nè, 5 thân nè, 6 thân, 7 thân, 8 thân, 8 thân thì nó mới lây qua khỏi cái chậu này, mà 5 thân nữa thì ít nhất là phải có 1 năm đến 1 năm rưỡi thì nó trong chậu này được rồi. Khi nó tràn chậu ra thì mình sẽ xử lý tiếp, nên thời gian này là ok. Chậu nhỏ thì nó nhanh bó rễ thì nó sẽ nhanh trồng được anh em.